Xin chào, đây là video recap thứ 74, một dạng video mà chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và bình luận. Phần thông tin thì có thể là không quá mới mẻ với các bạn, tuy nhiên thì phần bên lề xoay quanh chủ đề chính sẽ là khu vực mà chúng tôi luôn luôn tự tin là không bao giờ lãng phí thời gian của người xem. Và nếu như mà tuần nào cũng có video recap thì tính tới giờ đã là 19 tháng kể từ video đầu tiên được lên sóng. Qua thời gian không dài nhưng mà vẫn cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Gap. Với video recap lần này thì chúng ta sẽ có những thông tin cụ thể như sau. Đầu tiên là chiếc Hyundai Stargazer giảm giá, BMW X5 và X6 có phiên bản facelift, chiếc Ford Everest sắp có thêm phiên bản wide-track và cuối cùng là Toyota Grand Highlander, chiếc xe 8 chỗ mà người Việt Nam chắc chắn sẽ rất yêu thích. Trong năm 2022 thì ở thị trường Việt Nam, tôi cho rằng chúng ta đã chứng kiến một cuộc đổ bộ vô cùng mạnh mẽ của nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ và giá rẻ. Trong đó thì phải đề cập tới cái tên Hàn Quốc rất nổi bật là chiếc Hyundai Stargazer. Ngoài việc nó có một cái tên với tôi là tương đối khó đọc thì những điểm nổi bật khác cần phải nhắc tới đó là nó có ngoại hình rất độc đáo, không gian rộng rãi và có rất nhiều trang bị như truyền thống trước nay của các mẫu xe Hàn Quốc. Tuy vậy thì xuất hiện ở trong một cái phân khúc mà có quá nhiều đối thủ mạnh, thực sự là rất khó cho chiếc Stargazer để kiếm được chỗ đứng. Thế nên là ngay đầu năm 2023 chúng ta đã chứng kiến một đợt giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay của mẫu MPV Hàn Quốc. Cụ thể thì mức giảm giá của chiếc Hyundai Stargazer lên đến 70 triệu đồng, qua đó thì đưa phiên bản thấp nhất của mẫu xe này với mức giá là 515 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với hai đối thủ cạnh tranh là chiếc Toyota Avanza và chiếc Mitsubishi Xpander. Trong khi đó thì ở phiên bản cao cấp nhất cũng chỉ có mức giá là 615 triệu đồng, nghĩa là rẻ hơn chiếc Toyota Veloz 83 triệu đồng, một con số không hề nhỏ so với một chiếc MPV 7 chỗ vừa có thể chạy gia đình vừa có thể chạy dịch vụ. Với giá bán mới này thì với tôi chiếc Stargazer đang mang tới một cái cán cân là giá trị trên giá tiền rất tốt. Tuy vậy thì một rào cản rất lớn phải nhắc tới của mẫu xe này đó là ngoại hình của nó có vẻ như là không được đại bộ phận người Việt Nam ưa chuộng. Ở Việt Nam chúng ta vẫn phải nhắc lại câu chuyện tiêu dùng theo đám đông, chưa kể đến những mặt lợi thế của chiếc Toyota Avanza và chiếc Mitsubishi Xpander về mặt thương hiệu. Do đó, dù là Stargazer có mức giá bán tốt nhưng cũng rất là khó để tìm được chỗ đứng cùng với hai mẫu xe kể trên. Với tôi thì ngoài những cái giá trị tốt kể trên thì rõ ràng là tôi có một cái quan điểm khá đi ngược lại đại chúng ở đây, đó là cái phần ngoại hình của Stargazer nó không quá dị biệt đâu. Và có lẽ là với giá bán mới này chúng ta sẽ vẫn phải chờ một số đoạn thời gian nữa để người Việt Nam bắt đầu chấp nhận được kiểu thiết kế khá lạ của chiếc Stargazer. Hy vọng rằng sau đợt giảm giá kỷ lục của chiếc Stargazer thì chúng ta sẽ bắt gặp mẫu xe này trên đường phố nhiều hơn. Qua đó thì Gap sẽ có một video đánh giá cực kỳ chi tiết về mẫu xe này để gửi tới các bạn. Điện khí hóa sẽ vẫn là xu thế chủ đạo trong năm 2023 thôi, điều này không phải bàn cãi. Tuy vậy chúng ta sẽ nhắc tới hai cái tên ở đây là Toyota và BMW, là hai thương hiệu sẽ vừa phát triển xe điện và vẫn song song giữ lại những cái truyền thống động cơ đốt trong của họ. Bằng chứng là bên cạnh chiếc iX rồi XM thì mới đây BMW đã ra mắt phiên bản facelift của chiếc X5 và X6. Hai mẫu xe sử dụng chung nền tảng khung gầm, không có nhiều khác biệt về mặt thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm nhưng cũng đủ để người ta nhận ra được sự mới mẻ. Cụm nền pha trên chiếc X5 và X6 được thiết kế theo dạng mũi tên, trông nổi bật hơn hẳn và về mặt tổng thể thì cũng hài hòa hơn so với cụm đèn đang gây rất là nhiều tranh cãi trên chiếc X7 và chiếc 7 series. Nhìn vào những hình ảnh mới của chiếc X5 và X6 thì tôi tin rằng nhiều fan cuồng của BMW sẽ phải cảm ơn đội ngũ thiết kế của thương hiệu này đã không mang cụm đèn mà rất nhiều người gọi vui là nhái của VinFast lên với cả X5 và X6. Đồng thời chúng ta cũng sẽ chứng kiến được phần lưới tản nhiệt của thiết kế tương đối là hài hòa chứ không phải kiểu lỗ mũi khổng lồ. Đây cũng là lần đầu tiên mà các bạn sẽ có tùy chọn lưới tản nhiệt phát sáng ở trên chiếc X5. Về phần động cơ, cỗ máy i6 3.0 được tăng cường thêm hệ động lực mild hybrid 48V và mang tới tổng cộng là 375 mã lực và 540 Nm moment xoắn. Những con số vẫn hết sức ấn tượng với một thương hiệu như BMW. Và cuối cùng là với phiên bản plug-in hybrid thì chiếc X5 có khả năng di chuyển thuần điện lên tới 64 km, tức là tăng thêm 16 km so với trước đây. Khoang nội thất của chiếc X5 và X6 cũng có những nâng cấp với hai màn hình nối liền 12,3 inch và 14,9 inch. Cửa sổ pha lê đã được loại bỏ, thay vào đó là một núm gạt nhỏ. Và mặc dù thì chúng ta vẫn có thể điều khiển các phím chức năng thông qua ra lệnh giọng nói và cảm ứng, nhưng mà BMW vẫn giữ lại núm xoay iDrive với tuổi đời 22 năm. Với phiên bản facelift này thì cũng là lần đầu tiên các bạn chứng kiến trên chiếc X5 và X6 một tính năng tự lái thuộc diện Level 2 cộng, được gọi là Highway Assistant. Và nó cho phép chúng ta bỏ tay hoàn toàn khỏi vô lăng ở vận tốc lên tới 134 km/h ở những khu vực mà xe đã có bản đồ trước. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một vài tính năng hỗ trợ lái thuộc diện cao cấp xuất hiện ở trên X5 và X6 2023, ví dụ như là khả năng tự động ra khỏi chuồng ở những khu vực mà tầm nhìn bị hạn hẹp.
BMW X5 và X6 sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2023 với mức giá bán cao hơn so với phiên bản cũ. Giá khởi điểm từ 66.000 đô đến 94,5 nghìn đô và tất nhiên đây là giá bán tại Mỹ. Còn Việt Nam là bao nhiêu thì các bạn cứ X3 lên là sẽ được con số tương đương. Trong phân khúc SUV không gầm rời ở thời gian gần đây, chiếc Ford Everest đang tỏ ra rất là lấn lướt so với các đối thủ Nhật, cả về kiểu dáng lẫn trang bị. Nhưng mà dường như nổi bật thôi thì chưa đủ, hãng xe này còn muốn mẫu xe của mình thống trị cả phân khúc. Và chiếc SUV cỡ trung này có thêm phiên bản Y-Track tại thị trường New Zealand và phiên bản này cũng sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Nhắc tới Y-Track thì có lẽ ngay lập tức người ta sẽ nghĩ về cái màu cam rất đặc trưng, rất nổi bật. Và quả thật thì chúng ta sẽ được nhìn thấy màu sắc này xuất hiện ở trên chiếc Everest phiên bản mới. Ngoài ra hàng loạt những cái chi tiết khỏe khoắn như kiểu là la răng hay là thiết kế mặt lưới tản nhiệt cũng sẽ được lặp lại từ người anh em Ford Ranger. Và về cơ bản thì Everest Y-Track cũng chính là chiếc Ranger phiên bản Y-Track nhưng có 7 chỗ ngồi. Điểm khác biệt trên chiếc Everest Y-Track tại thị trường Việt Nam sẽ nằm ở phía dưới nắp capo, khi mà khối động cơ V6 3.0 tại thị trường New Zealand sẽ không mang về Việt Nam mà thay vào đó là động cơ 2.0 biturbo quen thuộc. Nhắc tới động cơ 3.0 V6 ấy, thì người ta sẽ nghĩ tới những con số như là 247 mã lực, 600 Nm moment xoắn. Nghe rất hấp dẫn, tuy vậy thì tôi cho đây là một động thái hết sức hợp lý thôi. Vì nếu chúng ta sử dụng động cơ 3.0, giá bán chiếc Everest có thể phải vươn tới ngưỡng khoảng trên 2 tỷ đồng. Và quả thật là nó sẽ rất khó để bán ra ở thị trường Việt Nam, và đặc biệt là còn dẫm chân một người đàn anh chiếc Ford Explorer nữa. Với 4 phiên bản được phân phối như hiện tại thì chúng tôi không biết sắp xếp Everest Y-Track ở vị trí nào. Nhưng với động cơ 2.0 biturbo cùng với hậu tố Y-Track, tôi cho rằng phiên bản này sẽ được sắp xếp ngang hàng với Titanium và Titanium Plus. Thông tin cuối cùng ở recap thứ 74 lần này, chúng ta đề cập tới một mẫu xe vừa mới được ra mắt thị trường Bắc Mỹ là đàn anh của Highlander và mang tên Toyota Grand Highlander. Grand Highlander nhấn mạnh rất nhiều vào không gian ở phía bên trong khi nó có thể tích khoang chứa đồ lên tới 2.775 lít khi chúng ta gập cả hai hàng ghế, lớn hơn rất nhiều đối thủ Ford Explorer. Ngoài ra nó có 3 hàng ghế chở được 8 người và quả thật là một mẫu xe dành cho gia đình khi có tới 13 giá để cốc, 7 cổng sạc USB và động cơ của nó phiên bản mạnh nhất mang tới 362 mã lực, 542 Nm moment xoắn, đảm bảo là các bạn có thể chở được 8 người lớn một cách vô cùng thoải mái. Ngoài ra thì nhắc tới khả năng xuất hiện của chiếc Grand Highlander ở thị trường Việt Nam thì tôi cho là khá thấp vì giá bán sẽ rất cao. Với chiếc Highlander thường và là một phiên bản khá đủ đồ thì các đại lý tư nhân đã giao giá khoảng trên 4 tỷ đồng rồi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi ở video recap số 74. Xin chào và hẹn gặp lại!